Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được một dòng xe kẹt cứng từ đầu từ camera giao thông trực tiếp ở I-75 quay theo hướng đông ra khỏi Naples, Florida. Dân cư ở đây họ đang di tản. Một chiều ngược lại là đội vệ binh quốc gia đang di chuyển ngược lại. Dòng người đang di chuyển ra khỏi tâm bão sắp tới. Hàng ngàn cư dân vẫn đang bị mắc kẹt ở Florida khi bão Milton đang đến gần. Các nỗ lực sơ tán đã gây ra tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, với tình trạng thiếu hụt khí đốt làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Các nhà chức trách ở vịnh Tampa đã ban hành khẩn cấp cảnh báo khẩn cấp, nhưng một số cư dân cho biết hiện tại quá nguy hiểm để sơ tán do tình trạng giao thông và thiếu hụt nhiên liệu của mình. Milton, một cơn bão cấp 4 mạnh dự kiến sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc trong bờ biển của vịnh. Thật đáng buồn khi nhiều cư dân Florida đã mất xe hơi do lũ lụt, không chắc nhiều người còn đủ tiền để chạy trốn. Như quý vị đã biết, cơn bão vừa qua Helene đã gây ra tình cảnh thảm khốc. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn chưa thể nào có thể thôi bàng hoàng về những gì mà gia đình của mình và chính bản thân mình vượt qua khi mình may mắn còn sống sót. Và nay một cơn bão được cho là có 102 lại đang tiến gần vào bang Florida. Thị trưởng thành phố Tampa cảnh báo người dân sẽ thiệt mạng nếu họ không sơ tán trong khi bão Milton vẫn duy trì sức mạnh. Một cơn bão có 102 đang đổ bộ vào vịnh Mexico vào ngày 8 tháng 10 và đã suy yếu xuống cấp 4. Tuy nhiên, nó dự kiến mạnh trở lại và cực kỳ nguy hiểm khi đổ bộ vào Florida vào ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương. Đầu tiên là khu vực vịnh Tampa đông dân cư. Escaping Hurricane Milton. Ay, bien, esta madre. Sức gió mạnh nhất của bão Milton hiện giảm từ 289 km/h xuống còn 265 km/h theo Trung tâm Bão Quốc gia của Mỹ. Cơn bão nằm cách Tampa, bang Florida là 1.013 km về phía tây nam và đang di chuyển về phía đông với vận tốc là 14,4 km/h. Thị trưởng Tampa Jen Caster cho biết trên đài CNN rằng bão Helene trước đó là lời cảnh tỉnh, nhưng bão Milton có thể còn thảm khốc hơn theo đúng nghĩa đen của nó. Cảnh sát trưởng ở Tahat Pylas Pop cho biết cũng cảnh báo người dân địa phương hãy chuẩn bị cho cuộc sơ tán lớn nhất kể từ bão Irma. Chúng ta biết rằng trên các dòng xe cộ ở trên đường đang di chuyển để tránh cơn bão này thì thực sự là rất khó khăn cho những người đang di chuyển. Một mặt là tình trạng kẹt xe, mặt khác đó là tình trạng thiếu hụt nhiên liệu để di chuyển. Bão Milton đang di chuyển về phía những khu vực đã bị bão Helene tàn phá trước đó. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis nhấn mạnh thiệt hại sẽ còn tăng đáng kể hơn nữa. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh ngay cả khi bão Milton suy yếu về cường độ, khi đổ bộ vào bờ biển vịnh Florida thì điều này không có nghĩa là ít nguy hiểm hơn. Nhà khí tượng học John Porter tại công ty cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết AccuWeather cho biết trên thực tế còn nguy hiểm hơn nữa vì cơn bão sẽ lan rộng và tăng kích thước, có nguy cơ gây sóng to, gió lớn tác động đến nhiều nơi và nhiều người trên khắp bang Florida. Chuyên gia này nói rằng chúng ta đã chứng kiến rất nhiều thảm kịch vốn có
để phòng ngừa được trong cơn bão Helene và cơn bão Lan ngay cả sau khi cơn bão Helene suy yếu. Nó đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng và thiệt hại đáng kể ở Bắc và Nam Carolina. Những cơn bão suy yếu vẫn có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc vô cùng. Chúng ta đã biết chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần sau bão Helene, tàn phá bờ biển Florida, siêu bão Milton cũng đã nhanh chóng hình thành và mạnh lên. Nhiều cảnh báo chưa từng có đã được đưa ra và dự báo rằng Milton sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất trên toàn thế giới trong năm nay. Hàng triệu người dân Florida đang nằm trong vùng nguy hiểm và thành phố đông dân cư như là Tampa Bay là nơi có thể chịu tác động nặng nề nhất từ siêu bão này. Con số hơn 7 triệu người dân Florida đã nhận cảnh báo sơ tán và tình trạng thiếu vé máy bay, thiếu xăng dầu cùng những hàng dài xe cộ ùn tắc trên các cao tốc là một dấu hiệu cho thấy về sự lo lắng tột cùng và đây là sự tác động rõ rệt từ cơn bão Helene để lại. Nhiều người dân đã cảnh tỉnh ra và thấy được sự nguy hiểm của nó. Điều đáng nói là bão Milton đến vào lúc người dân Florida chưa kịp hồi phục hoàn toàn sau khi bão Helene tàn phá cách đây chỉ 2 tuần lễ. Theo Trung tâm Báo Quốc gia của Mỹ NSC, Milton dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển phía tây của tiểu bang Florida vào tối ngày 9 tháng 10 và sau đó cơn bão có thể sẽ di chuyển qua miền trung Florida và hướng ra Đại Tây Dương, tránh các tiểu bang đã bị tàn phá nặng nề bởi Helene. Cơn bão Helene chỉ cách đây 1 tháng đã gây ra thiệt hại nặng nề và cướp đi sinh mạng ít nhất là 230 người khi nó tàn phá và tràn qua các bang từ Florida cho đến Carolinas. Trong vài ngày qua, Milton đã tăng cường sức mạnh nhanh chóng khi di chuyển qua phía đông ở vịnh Mexico và chiều ngày 7 tháng 10, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cũng cho biết rằng sức mạnh của Milton đã vượt qua mọi dự đoán trước đó của con người. Và tình hình trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết. Ban đầu dự báo Milton sẽ là một cơn bão cấp 3 khi đổ bộ với sức gió từ 111 đến 129 dặm trên giờ, tương đương từ 180 cho đến 210 km trên giờ. Tuy nhiên, đến chiều ngày 7 tháng 10 thì Milton đã trở thành bão cấp 5 với sức gió lên đến 180 dặm trên giờ, tức là khoảng 285 km trên giờ, khiến nó trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử lưu vực Đại Tây Dương. Áp suất của Milton giảm sâu xuống là 897 millibar vào đêm ngày thứ hai. Đây là mức thấp nhất năm từ được ghi nhận tại khu vực này. Cho dù là sức gió của Milton đã giảm xuống là 155 dặm trên giờ, khoảng là 250 km trên giờ vào sáng ngày thứ ba, nhưng Trung tâm Báo Quốc gia vẫn cảnh báo rằng Milton là mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Đối với Florida, nhiều khả năng Milton sẽ tiếp tục mạnh lên và gây ra những diễn biến bất ngờ trước khi đổ bộ vào đất liền. Bờ biển phía tây Florida đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi siêu bão Milton. Các nhà khí tượng học cảnh báo về khả năng xuất hiện bão dâng cao từ 8 cho đến 12 feet, tương đương từ 2,4 cho đến 3,6 mét ở vịnh Tampa. Mức dự báo cao nhất từng được ghi nhận đây cũng là gần gấp đôi mức nước dâng mà bão Helene đã gây ra cách đây 2 tuần.
about 120 miles north of Tampa now. Still heading south, as you can tell. Northbound is jam-packed. There's four lanes. They have the shoulder open and the cars are not moving. Where they are all going to stay is beyond me. Like I said earlier, 450 miles out, there were no available hotels. And we've obviously got all the North Carolina, South Carolina people that were affected with the hurricane from last week that are already taking up hotels alongside the emergency workers. So there's just nowhere. There's nowhere to go. I have no idea what they're going to do. Mental. Absolutely mental. Ngoài ra, cơn bão này còn có thể gây ra lũ lụt trên diện rộng với lượng dự kiến là từ 5 cho đến 10 inch, tương đương 13 cho đến 25 cm ở đất liền Florida và cả quần đảo Keys. Một số khu vực có thể phải đối mặt với lượng mưa lên tới 15 inch, tức là khoảng 38 cm, làm tăng nguy cơ ngập úng và thiệt hại. Phó Giám đốc Trung tâm Bão Quốc gia Jamie cho biết rằng tác động của cơn bão sẽ không chỉ giới hạn ở khu vực tâm bão, do Milton dự kiến sẽ mở rộng kích thước khi tiến sát vào biển. Ảnh hưởng của gió và bão có thể lan rộng ra các khu vực xung quanh. Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đang chạy đua với thời gian để huy động tình nguyện viên nơi trú ẩn và hỗ trợ khẩn cấp cho người dân với việc phải đối mặt với hai siêu bão chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ. Tổ chức này cho biết biến đổi khí hậu đang khiến cho họ phải đối phó với ngày càng nhiều thảm họa thiên nhiên xảy ra đồng thời. Họ cũng cảnh báo rằng và người dân đưa nhiều hình ảnh về những chiếc máy bay thải hóa chất trên bầu trời đem thành những giống như là những màng nhện ở trên bầu trời, và đây cũng là những lý do mà nhiều người nhận định rằng những đám thế lực ma quỷ họ đang muốn làm cho khí hậu thay đổi và làm cho người dân Mỹ phải đối diện, nói riêng, những thảm họa, để họ xác tín rằng tất cả mọi sự biến đổi khí hậu đều do con người, đều do cách sống của con người. Đó cũng chỉ là một phần, và sự tác động nghiêm trọng đến việc có thể là những kẻ ẩn giấu, giấu mặt đã đốt những cánh rừng bạt ngàn, cũng như là thải ra những loại hóa chất. Bởi vì ngày nay người ta biết rằng khoa học có thể làm ra được những cơn siêu bão và tạo ra được những cơn siêu bão đó và cả những cơn lốc xoáy khủng khiếp nữa. Có một điều hy vọng cho nhân loại, không chỉ một quốc gia, bởi chúng ta thấy chưa bao giờ trong năm 2024. Bất kể một quốc gia nào, cả nhân loại này cũng đang gánh nhiều thảm họa khác nhau. Tất cả các quốc gia chúng ta đã được chứng kiến, và cho đến giờ nó chưa phải là tất cả. Và tin vui cho chúng ta đó là ngay trong Kinh Thánh, chính Chúa Jesus đã xác nhận và chính Chúa Jesus đã dùng lời của Ngài để khiến cho biển yên gió lặng và dẹp tan gió bão. Và đó là lời cảnh tỉnh cho nhân loại khi chúng ta xa rời Thượng Đế, xa rời Thiên Chúa. Chúng ta hãy quay trở lại và hãy dâng lên Ngài, dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn thiết cầu xin để giúp chúng ta thoát khỏi vòng vây của Satan, của quỷ dữ. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.